Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Tân ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Tân có về một số cái mai tàn ha, đấy đều giá thì rất mềm ha, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tân. Đa số thì dán trực tàn thông, một thân một cốt. Rồi, chào anh. Chào anh, chào anh Tâm, chào bà con trên mọi miền đất nước. Hôm nay mình ở khu vườn mai nhà phục vụ bà con, mong cầu ủng hộ. Đây cái số 1. Rồi, số 1 ha. Cao phán thước 3. Hoành 18. Rồi. Giá 250. Rất mềm luôn ha, chỉ có 250 thôi. Mình bao sống bao ship luôn. Dạ. Cái số 2. Rồi, số 2. Cao phán thước 3 luôn. Rồi. Đây đây, à, đây bàn đều ha. Hoành yếu 15. Rồi. Giá 250 luôn. Rồi, chỉ có 250 ha. Bông đẹp luôn, bao bông đẹp luôn á. Bao sống bao xếp luôn. Cái số 3. Rồi, số 3. Chiều cao phản thứ 4. Đó, đây đẹp cũ nở nè. Hoành 17. Rồi. Giá 250 luôn. Rồi, chỉ có 250 ha. Cái số 4. Rồi, số 4. Cao phản thước 3 luôn. À. Hoành yếu 16. Rồi, đây đây. Giá 250 luôn. Rồi, 250 luôn ha. Cái số 5. Chiều cao phản thước 3 luôn. Hoành 15,5. Giá 250 luôn. Rồi, 250 luôn ha. Tay cành đều nè, dán trực tàn thông ha. Chiều cao phản thứ 4. Hoành 17. Rồi. Giá 300. Rồi, chỉ có 300 thôi. Số 7. Rồi, số 7. Chiều cao phản thứ 1. Hoành 14,5. Rồi. Giá 200. Rồi, 200. Rồi, số 8. Chiều cao phán thước 4. Hoành 15. Rồi. Giá 200. Ha. Rồi, 200. Đây, số 9. Rồi, số 9. Chiều cao phán thước 3. Hoành 14. Rồi. Giá 250. Rồi, 250 ha. Cái số 10. Rồi, số 10. Chiều cao phán thước 2. Hoành yếu 15. Giá 200. Rồi, 200. Cái số 11. Chiều cao phán thước 3. Cái cành đều nè. Hoành 15. Giá 250. Rồi, 250 ha. Số 12. Cao phản thứ 4. Rồi. Đây quái nè. Hoành 16,5. Giá 250. Rồi, 250 ha. Số 13. Cao phản chừng thứ 3. Đây, cũ nở nè. Hoành 16, giá 250. Rồi, 250. Số 14,
cao phản thứ tư. Vành 15. Giá 250. Rồi, 250 ha. Rất mềm luôn. Cái số 15. Cao phản thứ ba. Vành 15. Giá 200. Rồi, 200. Cái số 16. Cao phản thứ tư. Vành 15. Giá 250. Rồi, 250. Số 17. Cao khoảng thứ rưỡi. Đi quái nè, cũ nở. Vành 16. Giá 250. Rồi, 250 ha. Số 18. Chiều cao khoảng thứ hai. Còn 15, giá 250. Rồi, 250 ha. Số 19, chiều cao khoảng thứ hai. Còn 14, giá 200. Rồi, 200. Số 20. Cái số 20. Chiều cao phản thứ tư. Phản yếu 16. Giá 250. Rồi, chỉ có 250 thôi. Lùng lực ha. À. Số 21. Chiều cao phản thước. Còn 15,5. À. Giá 250. Rồi, 250. Cái 22. Chiều cao phản thứ hai. Còn 15,5. Rồi. Giá 250. Rồi, 250. 23. Số 23. Chiều cao phản thứ rưỡi. Còn 14. Rồi, lấy bàn đều ha. Giá 250. Rồi, chỉ có 250 thôi. Lùng lực ha. À, ta cầm to lực nè. Cái này 24. Cái này chiều cao phản thước. À, lấy bàn đều nè. Còn 16,5. Giá 250. Rồi, chỉ có 250 thôi. Đây, đây còn mấy cây. À, chưa làm đế ha. À. Cái này cặp số 1. Dạ. Vành cũng cỡ 15 à. Vành 15 à. Hai cái này tốt luôn. 500. À, hai cái 500 ha, bao ship luôn. Hai cái này luôn hay. Dạ, vừa làm đế luôn ha. À, hai cái này nè. 400. À, hai cây 400. Vành cũng 14 15 à. Dạ. Và cặp thứ hai, cặp số 3 này, hai cây này 500. Dạ, hai cây 500 luôn. Rồi. Vành này 15 luôn, 16. Có nhắn gửi cho anh. Mong bà con cô bác trên miền đất nước ủng hộ giùm, cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn anh Tân nhiều ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tân. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng tại đây. Rồi, cảm ơn nhiều. Mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.